Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Tin Tức Tinh Túy. Kính thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây thì cộng đồng mạng liên tục săn đón thông tin về một anh chàng có nickname là APG, người đang kết hợp với KICM trong một số dự án gần đây. Anh chàng này tên thật là gì? Sinh năm bao nhiêu, quê quán ở đâu? Xin mời quý vị và các bạn hãy theo dõi video này của chúng tôi để chúng ta tìm hiểu rõ hơn về thông tin của anh chàng này quý vị nhé. Cũng như là để phân tích xem liệu anh chàng này có thể thay thế được ca sĩ Jack hay không. Vâng ạ, xin mời quý vị và các bạn hãy theo dõi video. Nếu quý vị thấy video hay thì đừng ngại ngần cho chúng tôi một like, ấn chia sẻ video, ấn đăng ký và bấm chuông để ủng hộ cho kênh, đồng thời để nhận được thông báo khi kênh ra những video về tin tức mới nhất, nóng hổi và chính xác nhất được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để gửi tới quý vị và các bạn. Vâng ạ, và không để mất thời gian của quý vị và các bạn, ngay lập tức chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về anh chàng APG này quý vị nhé. Vâng, thưa quý vị và các bạn, trên màn ảnh nhỏ của quý vị và các bạn chính là anh chàng APG, người đang thay thế Jack kết hợp với KICM. Thưa quý vị, MV Ai Mang Em Đi của KICM và APG đang thu hút sự quan tâm của dư luận. Cụ thể là vào hồi tháng 7, trong đêm nhạc The Dreamland of KICM, KICM đã giới thiệu nam ca sĩ kiêm rapper sẽ đồng hành cùng với anh trong những dự án sắp tới chính là APG. Tại buổi biểu diễn, APG thể hiện năng lực với hai ca khúc Ai Mang Cô Đơn Đi và Ta Say cùng với KICM. Theo nhiều nhận xét từ phía khán giả thì APG là một tân binh rất có triển vọng khi vừa có thể hát cũng có thể rap. Thưa quý vị, APG bắt đầu tham gia nghệ thuật từ cuối năm 2017 và anh được chú ý khi kết hợp cùng với Helila trong bài Ta Say đã đạt 10 triệu lượt xem và kết hợp cùng với Masiu trong ca khúc Sa đạt 3 triệu lượt xem. Về cơ duyên hợp tác với KICM, APG cho biết tôi hợp tác cùng với Masiu và vô tình biết và chơi cùng với KICM trong một ca khúc tôi gửi cho KICM và cả hai thấy rất hợp nhau, thế là chúng tôi hẹn nói chuyện, cuối cùng quyết định đồng hành cùng với nhau. Vâng, thưa quý vị và các bạn, APG là một ca sĩ, một rapper Việt Nam. Tên thật của anh là Đoàn Văn Phúc, sinh ngày 4 tháng 4 năm 1996. Anh sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, trước khi đến với KICM, anh đã từng là thành viên của PAM Studio. Vâng, thưa quý vị và các bạn, chúng ta có thể thấy rằng là ca sĩ APG này cũng còn khá là trẻ, cũng rất là đẹp trai, cộng với sự nhiệt huyết cũng như là ngọn lửa đam mê ca nhạc luôn luôn bùng cháy trong con người anh. Thưa quý vị, mới đây KICM và APG tung MV Ai Mang Em Đi nhanh chóng lọt vào top thịnh hành của YouTube Việt Nam. Không phụ công chờ đợi của khán giả, MV mang nhiều cảm xúc cho người xem khi được kết hợp hài hòa giữa âm thanh và hình ảnh, lấy bối cảnh ở Đà Nẵng, nội dung kể về câu chuyện ba người với tình yêu trong trẻo, sâu lắng, nổi bật trên khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ và thơ mộng. Thưa quý vị, trong MV Ai Mang Em Đi, thay vì nện đàn như thường lệ thì KICM lại có màn thổi sáo cực kỳ là sâu lắng. Nói về tiếng sáo trong MV Ai Mang Em Đi, KICM chia sẻ, bài hát mang giai điệu nhẹ nhàng và tình cảm, vì thế tôi sử dụng nhạc sáo để khiến bài hát càng trong sáng hơn. Tiếng sáo rất quan trọng, trong bài hát thể hiện rõ hơn tình yêu và tình cảm rất nhẹ nhàng, trong sáng mà chàng trai dành cho cô gái. Về bài hát mới, APG cho hay, bài hát nói lên nỗi lòng của một người con trai yêu đơn phương một người con gái. Dù biết cô gái ấy đã có người khác, chàng trai vẫn dành trọn con tim mà không cần thù hằn hay oán trách. Cuối cùng, chàng trai hiểu rằng, dù giờ có đau đớn ra sao, thời gian cũng sẽ xóa nhòa nỗi đau, mỗi mầm sống sẽ thêm đâm chồi. Vâng, và đây trên màn ảnh nhỏ của quý vị và các bạn là hình ảnh trong MV Ai Mang Em Đi, trông rất là hấp dẫn, thật là tuyệt vời phải không quý vị và các bạn? Một khung cảnh rất đẹp và nên thơ. Và đây chính là anh chàng APG của chúng ta đang nướng một bắp ngô bên cạnh một cô gái rất xinh đẹp cùng với Khánh KICM, thưa quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chúng ta không thể phủ nhận sức ảnh hưởng của Jack là quá lớn trong nền âm nhạc Việt Nam hiện nay. Thưa quý vị, theo lời của KICM từng chia sẻ, trước đây anh có cơ duyên gặp gỡ và quen biết Jack lần đầu tiên tại một quán cà phê khi mà cả hai đang đàn hát trò chuyện với nhau bằng âm nhạc rồi thành thân quen từ lúc nào chẳng hay. Dù chỉ mới gặp nhau trong năm 2019 nhưng Jack và KICM lại hợp tác cực kỳ ăn ý với nhau.
Sau bài Hồng Nhan và Bạc Phận, đứa con chung đầu tiên của cả hai ra đời, từ đó đưa bộ đôi Jack và cây ICM lên một vị thế vững vàng hơn trong làng giải trí đang đấu tranh gắt gao này. Thưa quý vị, tính đến nay đã gần một năm trôi qua kể từ khi những manh mối đầu tiên về ồn ào giữa Jack và cây ICM cũng như là công ty quản lý ICM Entertainment bắt đầu nhen nhóm. Vâng, và như chúng ta đã biết thì giờ đây Jack và cây ICM đã đường ai nấy đi, ai cũng đã có con đường đi riêng của mình, ai cũng có thành công, những khó khăn và thuận lợi riêng cho mình. Vậy chúng ta sẽ không nhắc lại quá khứ nữa. Giờ đây chúng ta có thể theo dõi anh chàng APG trên một đoạn đường mới khi mà anh cùng đồng hành với cây ICM. Liệu thành công có tới hay là dần dần sẽ mờ theo năm tháng? Chúng ta hãy cùng chờ đợi và theo dõi quý vị nhé. Vâng, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi video này của chúng tôi. Xin kính chúc quý vị và các bạn luôn luôn vui vẻ, mạnh khỏe và bình an trong cuộc sống. Quý vị đừng quên ấn like, chia sẻ video, ấn đăng ký và bấm chuông để ủng hộ cho kênh cũng như để cập nhật những tin tức mới nhất từ kênh quý vị nhé. Vâng ạ, một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào tạm biệt. Và bây giờ xin mời quý vị và các bạn hãy tiếp tục theo dõi một số hình ảnh của ca sĩ APG cũng như là Khánh KICM quý vị nhé.